Nếu không giảm khí thải thì cứ 3 năm châu Âu sẽ phải chịu nắng nóng tới 50 độ C. Và đó là cảnh báo của cơ quan khí tượng Anh đưa ra nhân hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 tại Glasgow, Vương quốc Anh. Sóng nhiệt lần đầu được đặt tên là Lucifer ở Italia năm 2017, khi mà đợt sóng nhiệt càn quét Nam Âu với nhiệt độ trên 40 độ C. Hồi tháng 8 năm 2021, Italia đã xảy ra một đợt sóng nhiệt nữa và là nhiệt độ cao kỷ lục ở châu Âu, 48,8 độ C. Theo báo cáo, nhân loại càng giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhanh hơn, thì trái đất càng có thể tránh được hậu quả khốc liệt nhất của biến đổi khí hậu nhanh hơn. Các nhà khoa học cho biết cần có mục tiêu toàn cầu để cắt giảm khí thải về mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 để tránh nhiệt độ tăng trên 1,5 độ C nhằm ngăn chặn hậu quả tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu. Một số quốc gia đã đưa ra cam kết chống biến đổi khí hậu tại hội nghị như Mỹ, Ấn Độ, Canada.